Rồi, như thường lệ thì mình ghi ra thôi đúng không? Thì những cái số trọng yếu 6% là một con số khá lớn phải thu đúng không? Đây chắc là mình phải bấm xem kiểm tra xem nào. Tiền thì không có gì rồi đúng không? Thì mặt thôi phải thu đúng không? Phải thu cũng là một khoản lớn, trong đó chủ yếu là cái số 6 ấy thôi đúng không? Phải thu khách hàng. Rồi, 2247 công ty mua bán điện quốc gia đúng không? FPTC này. Rồi, ở Việt Nam còn phải thu các bên này thì không có gì đúng không? Cái gọi là dự thu lãi tiền gửi ngân hàng có 3 tỷ 8 thôi, không lớn. Rồi, khoản thu này chắc không thể xu được rồi, công ty mua bán điện. Mỗi một công ty, nhà nước thì bảo kê. Thu. Ở đây thì có 2277. Rồi, gần 18%, gọi là cân kèo. Hàng tồn kho đúng không? Hàng tồn kho thì mình số 8. Số 7 thì không có gì, đúng không? Bé thôi. À, số 7. 4 tỷ này thì có cái gì đây? Chi phí đền bù sẽ bằng đúng không? Rồi, cái này thì lâu rồi, từ hồi tính từ hồi xây nhà máy. Hàng tồn kho đúng không? Ở đây có nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Khả năng chắc là than thôi. Rồi, hàng tồn kho. Ở đây 597. Rồi, 400 rồi, nhưng mà cũng bé nhỏ. Chúng ta tiếp nha. Ở đây có tài sản cố định. Rồi. Lớn tài sản cố định, trong đó chủ yếu là cái vụ nhà máy kia, những cái còn lại thì không quan trọng lắm. Tài sản cố định đây là 8559, 6-7% đúng không? Rất là chủ lực, trong đó thì chủ lực nhất đây là chính là tài sản cố định vô hình đúng không? Chính là nhà máy rồi, khả năng chắc chắn là nhìn ra cái đấy rồi. Rồi, đây kiểm tra này. 9 đúng không? Cho đó nhà cửa và kiến trúc là 10.000 tỷ. Máy móc thiết bị cũng là 10.000 tỷ, thiết bị văn phòng thì có 219. Phương tiện vận chuyển nguyên giá là 554, tổng là 22.000 tỷ. Đến giờ thì hao mòn thì máy móc thiết bị thì hao mòn nhanh hơn đúng không? Nhà cửa và kiến trúc thì hao mòn chậm hơn. Và đến cuối năm vừa rồi thì đây là 4.700, đây là 3.500. Các cái còn lại thì gần như là không đáng kể, tổng lại là 8.500, trong đó thì đương nhiên là nhà cửa kiến trúc là vẫn là nhiều nhất, còn máy móc thì khả năng là sẽ bay sớm đúng không? Ở đây trong năm vừa rồi thì tài sản cố định vô hình là bay mất 900 tỷ, như vậy là nếu mà theo nguyên tắc này thì còn không đến 4 năm nữa, còn nếu mà chúng ta phải nhớ là công ty đang có hai nhà máy và phân làm 4 tổ máy thì cái nào hết trước sẽ bay trước. Như vậy là cái kỳ đầu tiên ở đây chính là ngày 25 tháng 7, trung bình ở đây thì chắc là 7 11 14, hình như đâu khoảng 12 năm thì phải, mình nhớ không nhớ chính xác lắm. Chính xác này. Mỗi năm tổng khấu hao là 1.700, còn lại bây giờ 8.500 đúng không? Như vậy maximum là chỉ khoảng 5 năm nếu mà gọi là kể kể phẳng ra. Thế còn nếu mà sẽ có cái trước cái sau, rồi khả năng là sẽ có cái trước cái sau rồi. Nhà cửa và kiến trúc này thì có thể là sẽ khác, nhưng còn máy móc thiết bị là chắc chắn là sẽ bay trước. Vậy là 4 tổ máy đúng không? Mà đây là gần 1.000 tỷ một năm, như vậy là mỗi tổ máy là khoảng tầm 250, mà chúng ta có một cái thời gian theo tính theo PAC này khoảng tháng 7, có thể là sẽ có một cái là sẽ bay trước. Thế còn theo như tham khảo của các công ty điện than thì thường thường thì nó đâu đó vào khoảng tầm mười mấy năm gì đấy. Rồi, như vậy ở đây chúng ta thấy là khoảng tầm mình thống kê theo thống kê rất nhiều thì mình thấy là khoảng tầm 12 năm tốc độ khấu hao trung bình. Ở đây thì ví dụ chẳng hạn như là mình thấy là đây là khoảng tầm 10.900 nhá. Mỗi năm khấu hao đến giờ thì chưa có nào hết khấu hao cả, thì đây có thể là coi là tổng là 93, gần gần 1.000,
Nhưng mà tính ra là sẽ hết khoảng tầm 10 11 năm thì phải. Chín coi như là 1.000, đúng rồi, khoảng 11 năm. Bên này thì 700, 730. Mà cái này là khoảng tầm 10.300. Vậy là xin phép anh em chiều cái nha. Và chúng ta có hai thứ quan trọng cần phải nhập, cần phải tính luôn chứ không phải nhập nữa rồi. Có không này, rồi như vậy là đây là thời gian khấu hao trung bình của bên lô máy móc đúng không, máy móc gọi là nhà máy đấy đúng không. Thế còn đây là nhà cửa vật kiến trúc đúng không, chia mới biết được. 1363 đây nhá, số này chia cho cái hoa trong năm bây giờ là 731. Rồi như vậy cái này là dài hơn 14 năm. Rồi, 11 năm. 11 năm. Thế mà ở đây thì chúng ta thấy một cái điểm là ở đâu nhỉ? Đây. Cái đầu tiên hết khấu hao chắc là cái tổ máy số 2 này đúng không? 25 tháng 7. 11 năm như vậy là vào khoảng khoảng tầm năm 2022 đúng không? Giữa năm 2022. Cũng gần hết khấu hao rồi. Sau đó 4 năm tháng sau thì chúng ta sẽ có tiếp cái nhà máy thứ hai đúng không? Tổ máy số 2. Như vậy là vào năm 2022 thì chúng ta sẽ lợi nhuận đúng không? Rất có thể sẽ tăng lên. Rồi hết khấu hao. Nhà máy 1 đúng không? Và nhà máy 2. Nhà máy 1. Tổ máy 1, tổ máy 2. Rồi, lần dự kiến theo như cái lịch dự kiến đấy của mình là vào tháng tháng 7. Tháng 7. Và tháng 11 2022. Lịch trình khoảng như thế đúng không? Và khi khấu hao thì chúng ta sẽ cắt được này coi như là 1.000 tỷ đúng không? Cắt được gọi là 250 tỷ là mỗi tổ máy đúng không? Gọi là mình chia trung bình thôi. Chả hiểu là từng tổ máy thì như nào đúng không? Vì tỷ giá trượt liên tục. Mà thời gian xây nhà máy khác nhau, do đó thì mình gọi là ước một con số thế thôi. Còn sau năm đấy thì lợi nhuận sẽ vào đây khoảng 500 tỷ. Và chúng ta biết là năm vừa rồi thì HND đang có cái lợi nhuận đâu đó vào khoảng khoảng tầm trước thuế thì đúng không? 1.200. Người sẽ cộng thêm 500 vào đúng không? Khác biệt. Lúc đấy ít nhất là sẽ có thêm 500 từ khấu hao mà ra đúng không? Còn không biết là lúc đấy có đàm phán là giá điện hay không thôi đúng không? Tạm thời thì chúng ta có một hiện tượng như thế, thứ rất gần. Còn nếu mà sau này ai mà cầm gọi là siêu dài đúng không, siêu dài cầm bay cả cái này bay cả cái này thì chắc là tin rồi, gọi là 3 đến 5 năm thì thậm chí là lợi nhuận có thể thêm 1.700. Và năm vừa rồi là nhờ 1.200 thì đương nhiên là khả năng lợi nhuận lúc đấy của HND lợi nhuận trước thuế nhá có thể nhảy lên tận 3.000 tỷ, là chưa tính chi phí tài chính giảm đúng không? Rất là mạnh, gọi là liên quan đến khấu hao là chúng ta có một hiện tượng cơ bản như thế. Chúng ta có nguyên giá, chúng ta có hao mòn là những thứ mình ghi ở ngoài thôi, không cộng cái gì ở đây cả. Rồi mình cộng cả vô hình vào đây nhá, chỉ có hai thôi bé. Dưới này thì hao mòn đúng không? À, 10 chỉ tiếp một rồi. À, chúng ta có một con số như thế, còn nếu mà để cho gọi là đẹp trai thì cho thêm dấu phẩy vào. Rồi, rồi là khá lớn. Rồi, chúng ta thử tiếp nhá, xem có gì đáng kể không. Dở dang đúng không? Thì mình số 11 đây chắc là nhà máy dở, xây dở nhà máy.
kiểm tra chút. Tài sản cố định vô hình thì không có gì rồi đúng không? Phần mình tính là một định khác. Này thì rất bé nhỏ, cần phải thuyết minh lắm. Dở dang đây, thì sang rồi. Chúng ta sẽ có những dở dang, chúng ta đọc xem dở dang có những cái gì nhá để có hiểu biết thêm, tại vì báo cáo thường niên hơi ít thông tin. Tài cổ đông thì chả thấy nói gì cả. Trong một năm vừa rồi thì số cổ đông đã tăng từ 500 đến 700 cổ đông rồi, mặc dù là tổng số cổ phiếu bên ngoài thì vẫn thế thôi. 167 này. Trong năm vừa rồi tăng 200 này. Xây dựng cơ bản dở dang phát sinh đây là 9 tỷ 9 này. Công trình sửa chữa lớn là 214 tỷ này. Đấy, còn quyết toán đúng không? Quyết toán thì chắc là nó nhập lên trên rồi, nó nhập lên tài sản cố định ở trên rồi. Rồi cuối cùng thì bây giờ là còn 230. Năm vừa rồi xây thêm 220. Quyết toán 160, do đó thì là thêm khoảng 60 tỷ đấy. Sửa chữa lớn đúng không? Lúc làm cộng này khoảng 200. Rồi, lớn là chuyện bình thường. Nghe bảo thì nhà máy của bên Hải Phòng cũng là đầu tàu thôi. Cấp khí thải là 3 tỷ 7. Ở đây họ còn thuyết minh cả cái dở dang rất là kỹ, lâu quá. Mặc dù thì mình không hiểu gì về kỹ thuật nhưng mà trình bày càng kỹ thì có vẻ như là an tâm hơn. Hoàng đại tu là số 1, 48 tỷ. Tu bin tổ máy số 1. Đại tu hết gì đấy, cũng số 1 hết. Tổ máy số 4. Rồi, họ đang một cái tổ máy số 1, một cái tổ máy số 4. À, tổ số 4 là năm ngoái, đúng không? Năm nay thì lại thấy lùa vào tổ máy số 1. Đấy, anh em là có nhiều thời gian thì chuyên mình hết các cái phần cũ ngày xưa nhá. Đúng rồi, vậy là hình như có hết rồi. Số 12 thì có 500 triệu đây thì chắc không giải quyết được cái gì cả đây cả. Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa cái này 100 triệu thôi, nhưng mà qua nhé, xem cái khác 13 này là cái gì. Rồi đây à, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng chủ lực là cái này phân bổ trong năm. À, như vậy là đây là chắc là cái ngày xưa ông xây cái nhà máy ở dưới Thủy Nguyên Hải Phòng thì lúc ấy ông phải đền bù đất cho dân rồi nộp, chắc là có khi cũng nộp ít thuế cho tiền thuế đất cho thành phố, thì sau đó thì khấu hao trong mấy chục năm đấy. Thực ra tiền này thì cũng bay rồi, đây gọi là ghi nhận trên báo cáo thôi, không có gì. Vậy là từ đấy giờ thì có một cái dở dang này thôi đúng không, 230 là đáng kể thôi, không có gì thêm. Ra thực ra là có thể nhập vào trên bên trên được, mình ghi nhập bên ngoài để còn theo dõi đúng không, mặc dù là nó cũng không lớn. Như vậy là xét là một quan điểm thì có thể thấy là gần như là chỉ có tài sản cố định là chủ lực thôi đúng không, phải thu. Phải thu thì tập tục của ông gì nhỉ, ông event bán điện nhưng mà phải lấy tiền sau cơ chứ không lấy ngay. À, để cho họ nợ 2.200, năm ngoái thì họ nợ 1.900, năm vừa rồi doanh thu là 11.000, 2.200 như vậy là 1/5 của năm, kinh nhỉ, 12 tháng, 1/5 của 12 tháng như vậy là hơn 2 tháng đúng không, gọi là 2 tháng rưỡi đi. Năm ngoái là 9,5 nghìn tỷ doanh số cả năm mà để nợ 1.900 đâu rồi. Cái nợ đấy hình như là lúc nào nó cũng theo kiểu khoảng 1/5 đúng không, đây còn là theo cảm quan đúng không, thu bao giờ khoảng 1/5 doanh thu thôi. Vậy là cũng phải hơn 2 tháng mới lấy tiền, cũng là xương đấy. Điện thì cũng vẫn vậy, tất nhiên là không đến mức là bùng, do đó thì vẫn được. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái phần tài sản nhé. Để cho gọi là chắc cú tí 18. Cái số này xem như là đầu kỳ cuối kỳ này còn có cái nhìn 13.000 9 tiền mặt đây đúng không? Cái này thì chắc là nhanh thôi. Thu 19 à, chúng mình giải thích hiểu hết rồi, chẳng có cái gì nữa rồi. Chúng ta nhập con số xem là cái sự biến động của các cái hệ số
trong cái này nó có gì ghê gớm không, có gì mà chưa biết hay không. Thông tin thì vẫn phải khai thác nó 2058, vậy là rõ ràng về mặt quan